Xin chào anh em, mình là Hoàng Phúc từ hp4shop.com. Ngày hôm nay thì mình mới mua một cái này của Raw Shop. Thì đây là một cái micro. Đây là micro mới mà mình mua thì dự định là để, tại vì mình cái micro này dạng micro cải áo. Tại vì mình dự định nhá là mình sẽ mua cái này để mà mình có thể quay nó tiện dụng hơn, cũng như là mình có thể đem ra ngoài mình quay nó tiện hơn so với việc là mình trước giờ mình sử dụng cái micro này. Đây là cái micro trước giờ mình sử dụng ha. Thì cái micro, nếu các bạn nào thắc mắc thì trước giờ mình xài là cái Tasta GL100 USB, tức là nó xài cổng USB. Thì hiện tại bây giờ mình đổi qua cái, mình mua cái mới này là Boya Boya BIM1, dạng micro cải áo. Và cái này mình mua ở Raw Shop á, thì nó cho mình đang là có dạng bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm luôn, cho nên khá là tiện. Và trước giờ mình cũng có thử qua một số cái micro mà dạng như là cải áo, một số cái lavalier micro thì mua trên Lazada, thì có những cái nó chỉ giảm, nó chỉ khoảng 100, 101, 150. Tuy nhiên cái dở của nó là nó sẽ rất là nhanh xuống, đúng là tiền nào của nấy luôn. Thì cho nên bây giờ mình mua thử một cái mắc hơn chút xíu thì coi sao. Thì cái giá này là 500 ngàn ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình unbox ra, thì ở phía sau nó còn có cả cái tem nhãn là kêu là cào, thì có cái mã bảo hành gì đó. Thì thôi kệ, mình cũng không hy vọng gì là mình sẽ phải đem cái này đi bảo hành. Mình hy vọng nó sẽ xài nó ổn định. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Mình mới mua hồi chiều, mình đặt người ta giao tới, còn thực tế là mình chưa bóc cái này ra luôn. Cũng muốn bóc lắm nhưng mà bây giờ mình đem về mình bóc với các bạn cho nó vui. Đó, thì đây là tất cả những gì mà chúng ta có. Cái hộp thì mình sẽ không để lại nữa. Rồi, đây là cái đập vào mắt mình luôn. Có cái phiếu bảo hành của Raw Shop, rawshop.vn. Các bạn thể vô đây các bạn mua cũng được, 500 ngàn, khá là rẻ và khá là ok. Thì đây là tất cả những gì chúng ta có. Đầu tiên là thứ mà cái gì cũng cho nhưng mà không bao giờ đọc, cái hướng dẫn sử dụng, và mình sẽ đọc sau nếu như mình có vấn đề gì. Nó tích đại khái thế, hướng dẫn sử dụng thôi. Thì đây mình có, đây là những cái mà chúng ta có, pin và cái micro cải áo của chúng ta. Mình sẽ tiến hành mở cái này luôn. Thì ở trong này nó sẽ bao gồm một cái cải áo chắc là để cắm cái mic vô đây để cải áo ha. Cái áo, cái này là cái mic. Đâu rồi, cái này không phải cái mic. Xin lỗi các bạn, không phải cái mic. Đây là một cục pin, cái này như là LR44. Để mình thử coi, RL44, đúng rồi, LR44. Dạng pin cúc áo dành cho đồng hồ. Các bạn thể ra bất kỳ cái tiệm nào mua cũng được. Nhưng mà mình thắc mắc là tại sao cái này lại phải. Ok, đây mới là cái cục của chúng ta, khá là bự. Đây là cái rắc chuyển, nó có cho mình một cái rắc chuyển từ cái rắc cắm bình thường này thành cái rắc 1/4 inch, khá là ổn. Tại nhiều khi mình cắm mình xài cho karaoke á thì mình rồi. Ok, đây là cái mic của chúng ta. Đây, mình sẽ có một cọng dây đi kèm theo, hình như cái này mình đọc là khoảng 6m thì phải, em nhớ, nhưng mà như là 6m, khá là dài đó. Và đây là cái mic của chúng ta, đơn giản gọn nhẹ như thế này thôi. Thì nó cho mình một cái gọi là cái lọc gió nữa, thì mình có thể gắn vô đây. Nó giống như bất kỳ một cái micro cài áo nào thôi, đấy, khá là chúng ta có thể gắn vô. Thì mình sẽ gắn sau vậy, thời điểm mình gắn sau vậy. Mình sẽ khui cái này ra, mình cài vô thử coi nó như thế nào. Khá là ok đúng không? Ví dụ là mình đi quay ở ngoài trời hay là như thế nào đấy, mình cài vô. Cài vô. Trời đó, cái cài như thế nào ta? Đại khái là các bạn có thể dùng cái kẹp này, các bạn cài vô cái micro và chúng ta kẹp vô trong cái cravat hoặc là cái cổ áo hay là gì đó. Thì đại khái là ở gần miệng chúng ta chút xíu. Tại vì cái như cái kiểu micro này á, thì nó dạng như là thu nguyên một cái khu vực định hướng, nó không hẳn là định hướng. Nhưng mà cái vấn đề cái phần thu của nó thì nó nằm trong khoảng cỡ 30cm tầm đó. Thì tùy các bạn cách sử dụng để sao cho nó hướng vào miệng, cho nó gần nhất có thể là ok thôi. Rồi, ok, mình cài xong rồi. Đó, thì các bạn có thể dùng cái này, các bạn cài vô áo. Thì cái này chúng ta còn có thể cài, hình như là chúng ta phải vặn này. Lần đầu tiên mình thấy một cái mà nó có cái kiểu mic mà chúng ta phải vặn ra kiểu như thế này. Nhưng mà tại sao nó lại chỉ xài có đúng một cái cục pin nhỉ? Đúng một cục pin thôi. Thôi, cái này để sau đi. Tí nữa thì mình sẽ test nó bằng một cái tutorial sau thì nó sẽ hay hơn. Thì đây có cái, đây khá là một cái có cái rắc chuyển của chúng ta. Thì cái micro này chúng ta sử dụng cho bất kỳ một cái sản phẩm nào được, tức là mình có thể gắn vô smartphone, gắn vô cái điện thoại,
hoặc là gắn vô máy quay. Như cái máy mình đang sử dụng là D601 mình có thể gắn vô, nhưng mà phải gắn vô một cái cọc chuyển, tại vì 601 không có cái jack này, khá là chua. Hoặc là chúng ta có thể gắn vào điện thoại cũng được ha, cái này gắn vào điện thoại cũng được, tại vì cái này nó ba vạch thì gắn điện thoại là ok, nó sẽ nhận ha, ba vạch là gắn điện thoại ok này đó. Rồi đây nó có đơn giản là một cái nút bấm, một cái gọi là cái công tắc thì gạt lên gạt xuống thôi. Nó có hai mức, một là gạt chuyển qua chế độ camera, tức là chúng ta gắn vô thì camera nó sẽ nhận, chúng ta bật lên trên thì camera nó sẽ nhận, còn nếu chúng ta để xuống dưới phần off hoặc smartphone, nghĩa là khi chúng ta sử dụng gắn cho smartphone, gắn cho điện thoại thì chúng ta sẽ chuyển qua cái phần ở dưới này, off smartphone. Thì đó là cách sử dụng khá là đơn giản, gắn vô xài thôi. Thì theo mình thì cái này khá là ok cho những bạn là sử dụng cái làm vlog chẳng hạn thế, hay là chúng ta thường xuyên quay video ở ngoài, chúng ta có thể dùng cái này. Rồi ok, đó là về cái video trên tay cái sản phẩm này của mình thôi, khá là ok. Và mình sẽ có cái tutorial chứng thực nó bằng những cái sản phẩm thực tế, thì mình sẽ coi, đồng thời mình sẽ muốn coi thử coi là cái độ bền của nó được tới bao lâu. Ok, chào các bạn, và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Đừng quên like, share, subscribe và cho mình biết là ở tutorial sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Bye bye.